QMAN bộ đồ chơi xếp hình mã trăm linh một ô tô điều phối đồng hành cùng bé trong thế giới sáng tạo. QMAN được xem là lão làng trong giới sản xuất đồ chơi xếp hình trên khắp thế giới. Đồ chơi xếp hình QMAN được bán ra trên khắp thế giới và được đánh giá là một thương hiệu đầy tính sáng tạo. Sử dụng những chất liệu thân thiện, không gây độc hại cho trẻ nhỏ và người sử dụng. Quy mần bộ đồ chơi xếp hình mã trăm linh một ô tô điều phối là sản phẩm nằm trong chủ đề về lính cứu hòa với các mảnh ghép khối ghép cùng kích thước độ dày nhựa bề mặt sáng bóng không có phần dư thừa sắc nhọn với đặc điểm nhận dạng là dòng chữ INLI in dập nổi trên các nốt tròn của từng mảnh ghép công dụng của bộ đồ chơi xếp hình mã 2801 ô tô điều phối tạo cảm hứng vui chơi ở các bé dưới sự hướng dẫn của phụ huynh sau mỗi lần chơi bé yêu còn biết được cách dọn dẹp các đồ chơi của mình giữ ngăn nắp cho nơi ở và phòng ngủ bé thỏa sức tưởng tượng và nhập vai vào trò chơi qua đó tăng khả năng tư duy và óc sáng tạo ở trẻ nhỏ, chất liệu của sản phẩm, các mảnh ghép. Khối ghép làm bằng nhựa ABS nguyên chất an toàn với trẻ nhỏ, không chất độc hại, bền dưới tác dụng vật lý. Bền màu theo thời gian và nhiệt độ, tạo nên sự an toàn tuyệt đối cho bé khi sử dụng, số lượng mảnh ghép. 106 mảnh ghép, khối lượng 200g, kích thước 15x10x6cm, đối tượng sử dụng, sản phẩm phù hợp với các bé từ 6 tuổi trở lên lưu ý khi sử dụng bộ đồ chơi xếp hình qman ô tô điều phối sản phẩm có nhiều mảnh ghép nhỏ không để trẻ ngậm đồ chơi vào miệng nên quan sát trẻ khi chơi bảo quản và cất giữ cẩn thận để không bị thất lạc những mảnh ghép không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời quá lâu sẽ gây giảm độ bền của sản phẩm giới thiệu về thương hiệu qman qman là tên nhận diện thương hiệu mới của hãng sản xuất đồ chơi nội địa nổi tiếng của trung quốc Enlightened Women là nhà sản xuất đồ chơi ghép hình lớn nhất Trung Quốc với kinh nghiệm lâu năm. Bắt đầu từ năm 1963, sự khác biệt của Quyman được tạo ra từ việc các mẫu đồ chơi được tự thiết kế và phát triển độc lập hoàn toàn tay vì thiết kế giống với các mẫu sản phẩm có sẵn trừ trước đố. Đồ chơi xếp hình Quyman được bán trên khắp thế giới và được cộng đồng chơi xếp hình lắp ráp đánh giá rất cao các khối xếp hình lắp ráp được làm bằng như abs nguyên chất an toàn với trẻ nhỏ không gây độc hại và bền đẹp trong một thời gian dài